truyện tranh Trang Quẩn bản màu giới hạn tập 357 Vụ án con mèo. Có thấy hàng chữ kia không? Dạ thấy ạ. Thấy rồi sao vẫn ngồi? Thấy mà có biết gì đâu ạ, còn đâu có biết chữ. Câu đó viết rằng cấm bán hàng ở đây. Gần tối rồi, ông cho con bán hết số bánh còn lại, ngày mai con đi chỗ khác. Ừ, ăn nói dễ thương, tao đồng ý. Ừ. Chết ông nè, vút. Ngồi tí cũng không cho, ác nè, vút. Ui da, cốp. Sao út chọi tôi? Xin lỗi, tôi chọi ông Phú Hộ, chứ đâu có chọi Quỳnh. Ổng đi hướng đó, sao lại chọi hướng này? Chọi hướng đó, trúng ổng sao? Giận quá, chọi cho đỡ giận, chứ đâu dám chọi ổng. Có đau không? Không hề, dù cho út chọi mốt đầu cũng không đau, còn hân hạnh nữa là khác. Ôi chào, đâu ai biết ông Quỳnh nói chuyện với con gái khéo ghê. Ổng làm gì mà út giận ghê vậy? Tìm miết mới được một chỗ ngồi mát, cách qua đường đông nhưng ổng không cho ngồi, có lệnh cấm kìa. Giờ mình làm vậy nè. Ăn trộm leo vào nhà ông Phú Hộ. Ăn trộm đâu? Ổng chạy kia kìa. Tại con la lên nên ổng mới chạy đó. Giỏi lắm, cảm ơn mày. Ông phải thưởng cho con chứ đâu có cảm ơn suông vậy ạ. Ừ thưởng, cho mày bán hàng ở đây, canh ăn trộm cho tao luôn. Ha, không bị đuổi nữa. Cảm ơn ông Quỳnh. Phải thưởng chứ đâu có cảm ơn suông vậy. Tặng cái bánh ú nè. Thì tôi sẽ giữ cái bánh này trọn đời. Tới mai thì nó thiêu rồi, làm sao mà để trọn đời? Kệ, để làm kỷ niệm. Lần đầu tiên con gái tặng quà, có chết đói cũng không ăn. Bán cho tao cái bánh ú, lẹ lên. Chú làm gì vậy? Lựa cái bánh to. Tiền nè. Mua bánh ú mà làm như ăn trộm. Thằng đó đưa cho mày cái gì? Có đưa gì đâu, ổng mua bánh ú mà. Đưa tao soát. Đây, nó đưa mày giấu chiếc vòng ngọc của quan bà. Nó bị mình rượt nên đưa tang vật cho đồng bọn để phi tang. Cái mặt của con dễ thương thế này mà là đồng bọn với ăn trộm mà. Ổng từ trên trời rớt xuống, lục tung thúng bánh của con, rồi tự nhiên cái vòng ngọc ở trong đó, con không biết gì hết. Đi mà cãi với quan. Mấy chú lầm rồi, con nhỏ này vừa giúp tôi đuổi ăn trộm, nó không phải kẻ trộm đâu. Ông cũng là đồng bọn đem lên vực nó hả? Không có, tôi không có nói gì hết. Ông bán giùm con mớ bánh ú đó đi, để mai nó thiêu. Tao như vậy mà bán bánh ú hả? Thấy mày tội nghiệp, tao bán giùm cho. Bánh ú gia truyền đây. Ủa, ông bán bánh ú hả? Mua thì mua, không mua thì đi, đừng có thắc mắc. Vòng ngọc giả xấu ồn, vòng thật đâu? Còn chỉ biết bánh ú giả, bánh ú thật thôi. Các người bị nó lừa rồi. Nó giả vờ nhét cái vòng ngọc giả vào thúng bánh để các người lo bắt con nhỏ này. Nó chạy thoát. Tên trộm này tính kỹ ghê. Nó chuẩn bị một vòng giả để đối phó khi bị rượt. Khai mau, đồng bọn của mày là ai, ở đâu? Con không có đồng bọn nào hết, con chỉ có thằng cu tèo ở nhà thôi. Không khai thì ăn đòn.
biết gì đâu mà khai. Cho nó ăn đòn. Hua, hua. Chưa đánh mà nó đã khóc. Ghê thế này không dám đánh đâu. Còn nhỏ Út, bánh bố bị quan bắt rồi. Tội nghiệp ghê. Sao vậy? Nghe nói nó liên quan tới vụ trộm vòng ngọc của quan bà. Tào lao. Bánh ủ gia truyền đây. Ông bán giùm con nhỏ Út phải không ạ? Nó bị bắt, tao bán giùm. Còn có mấy cái mà mấy ngày nay bán không hết. Bánh bị thiêu rồi, không ai mua đâu ông ơi. Chết, tao lỡ ăn mấy cái rồi, có sao không? Tào Tháo được vài bữa là hết thôi ạ. Vì sao mà nhỏ Út bị bắt vậy ạ? Chuyện là vậy, tao thấy từ đầu tới đuôi, con nhỏ có biết gì đâu mà cũng bị bắt. Tay bay và gió biết làm sao bây giờ? Tao ăn bánh ú thiêu cũng là tay bay và gió. Giả dấu ấn thì được chứ không làm giả thẻ bài được, vì không có miếng ngà. Đi mượn thẻ bài. Cái gì vậy? Dạ, con thấy thầy thích ăn cơm kho tiêu nên mợ con sai con mang vào cho thầy. Đúng rồi, ở trong triều toàn là cao lương mỹ vị, ta thèm món này lắm. Mà ngon quá. Ăn no rồi lại buồn ngủ, trên bàn có đủ thứ bánh, cứ ăn, ta ngủ đây. Hoàng thái y mà không ngửi được mùi thuốc mê, ham ăn quá mà. Cho con mượn cái thẻ bài. Người đi theo nó nói gì thì làm theo. Diễn tuồng gì nữa đây ông? Tới Vinh Quang huyện rồi, chú làm như vậy. Quang trà kìa, bắt đầu đi. Bẩm, sao quang không vào trong đó đi, con đói quá rồi nè. Ta đang nghiên cứu hiện trường, đừng có quấy rầy. Người vừa gọi ai là quan? Bẩm, quan của con kìa. Giống thầy bói hơn là quan. Nó gọi ông là quan có đúng vậy không? Xem nè, quan của triều đình. Ông ấy là quan gì vậy? Quan của bộ hình, chuyên điều tra các vụ án oan. Có người nộp đơn kiện ông bắt oan một con nhỏ bán bánh ú, ta tới điều tra. Bẩm, mời quan vào nhà, đứng ngoài nắng coi chừng bị sổ mũi. Dọn cơm mời quan, mau. Dẹp cái vụ hễ thấy quan trên thì mời ăn đi, đưa con nhỏ bán bánh ú ra đây. Thấy quan có vẻ quen quen. Ta đập một cái là chết tươi bây giờ, ta mà quen với người hả? Đồ bánh ú luồn tiệt mà dữ ghê. Kể đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Dạ, chuyện là vậy, con bị bắt oan, bảo đảm oan. Quan thả con ra đi, con còn mấy cái bánh ú chưa bán hết. Thiêu hết rồi, khỏi bán. Con nhỏ này không dính líu gì tới tên trộm đâu, thả nó ra đi. Thả nó ra mất đầu mối điều tra sao ạ? Không ai dạy để cho đồng bọn của mình bị bắt. Thế nào đồng bọn cũng khai ra, con nhỏ này bị dùng làm người để đánh lạc hướng quân truy bắt nó. Thả nó ra đi, ta sẽ điều tra tìm ra thủ phạm. Về đi. Cảm ơn quan, bữa nào rảnh quan ghé chỗ con ăn bánh ú, con sẽ đãi quan ăn tới khi nào bé bụng thì thôi. Ta sẽ ở đây vài ngày để điều tra, cấm nói cho ai biết có ta ở đây. Hù à, đèn cái vòng cho tôi. Ai khóc ghê vậy? Bẩm vợ tôi ạ. Đưa ta vào gặp bà ấy. Đèn cái vòng cho tôi. Ông để lính canh gác thế nào mà mất cái vòng của tôi? Đèn cho tôi. Hù à. Nhà giàu mất cái này thì mua cái khác, có gì đâu mà khóc dữ vậy.
Lâm to, không có giàu đâu. Có bao nhiêu tiền, ông đánh bạc thua hết, lại còn nợ cả đống kia. Hoàng bề bối. Trời tí thôi có bề bối gì đâu. Tôi phải tiện tặng, dành dụm ghê lắm mới mua được cái vòng ngọc đó. Vàng vòng, tôi đang đeo toàn là đồ giả không hà. Người nào thường tra vào phòng của bà? Không có ai hết, phòng này của vợ chồng tôi, không ai được vào. Vậy chứ ai quét dọn phòng? Tôi tự làm lấy chứ không ai cho vào. Mèo. Chỉ có con mèo đó được vào phòng thôi. Nếu bà muốn lấy lại chiếc vòng thì phải tuyệt đối nghe lời tôi. Ừ, nghe. Chú về nói với chú Lưu cho tiền rồi chạy ra chợ mua cho con một cái vòng ngọc giả của trẻ con, rẻ lắm. Vòng ngọc giả nè, chú mua làm chi tới hai cái vậy? Ông Lý đưa thừa tiền, tao mua cho vợ tao một cái, đeo đỡ ghiền. Bà bỏ chiếc vòng này vô hộp rồi làm như vậy. Sáng mai tôi về nhà ba mẹ tôi để gửi cất chiếc vòng ngọc này. Khi nào đi dự tiệc tùng, lễ lộc thì về lấy, để ở đây sợ mất nữa. Ở đâu bà có chiếc vòng đó? Tôi mua trả góp. Tiền ở đâu mà bà góp? Tôi bớt tiền chợ hàng ngày. Hèn chi tôi ốm nhách nè. Trời đất ơi, mất cái vòng ngọc nữa rồi. Đoán ra được ai là thủ phạm rồi. Chú được cái vòng của vợ chú cho con đi. Con sẽ nói chú Lưu thưởng cho chú cái khác. Bà làm lại lần nữa, tôi sắp bắt được thủ phạm rồi. Bà leo lên đó làm chi vậy? Giấu chiếc vòng ngọc. Mua trả góp nữa hả? Ừ à. Mua cái nào mất cái đó mà cũng mua. Không lẽ ăn trộm cứ theo tôi miết à? Nó cũng phải biết sợ chứ. Quan sát thật kỹ, con nhìn trên nóc, chú nhìn dưới đất. Quỉnh con mèo, theo nó. Nó leo lên tường. Bắt được rồi. Mèo. Mèo. Chú bắt con mèo đi. Bắt được mày rồi. Quan huyện đâu, tao bắt được tên trộm rồi đây. Bịch. Bắt được tên trộm mà quan xỉu. Đi ra ngoài hết cho tao làm việc. Sao phải đuổi họ đi? Tôi không muốn làm mất mặt quan, xử nội bộ. Tỉnh lại cho tao xử. Trước khẽ xin bái phục, ông đã nghĩ ra cách dùng con mèo để ăn trộm. Ông dùng con mèo đưa chiếc vòng ra bên ngoài cho tên trộm đúng không? Sau đó tên trộm sẽ đi bán chiếc vòng cho ông. Hắn là người thân của ông, đúng không? Sao ông biết tôi dùng con mèo để đưa chiếc vòng ra ngoài? Bởi vì không ai được vào phòng của ông bà. Con mèo là nhân vật duy nhất được phép vào. Ông tập cho con mèo có thói quen tới bức tường để nhận cá kho do tên trộm đưa. Khi con mèo ngửi thấy mùi cá kho ngồi bức tường, ông lấy chiếc vòng đeo vào cổ cho nó mang đi. Tôi không làm điều đó. Tên này dụ con mèo của tôi làm điều đó. Quan sai con làm mà. Mèo ở trong nhà quan, con đâu có dụ được. Con mèo đâu có mở tủ lấy chiếc vòng được. Quan còn dạy con chuẩn bị sẵn một chiếc vòng giả, phòng khi bị lính rượt thì nhát vào tay ai đó để đánh lạc hướng đám lính. Có nhận chứng rồi chói nữa không? Sao ông làm vậy? Thua bạc nợ nhiều, không biết mượn ai. Ông ác lắm. Ông nỡ đổ tội cho con nhỏ bán bánh ú, khiến nó bị nhốt. Muốn chạy tội thì phải đổ tội cho người khác thôi. Chiếc vòng của ta đâu, bán chưa? Bẩm chưa, đắt tiền quá không ai mua. Ông trộm đồ của nhà ông, chứ không trộm của công, của người khác nên ta có thể bỏ qua. Lỗi lớn nhất trong vụ này là ông đổ oan cho con nhỏ bán bánh ú. Ông bồi thường cho nó thì ta tha tội.
bồi thường cách nào, tiền đâu mà bồi thường? Bồi thường góp, mỗi ngày ông đưa cho nó 1 đồng trong vòng 1 tháng. Vậy cũng được, bớt tiền chợ để bồi thường cho nó, chắc thành bộ xương. Còn chiếc vòng của tôi? Đưa chiếc vòng lại cho vợ ta đi. Bẩm đây ạ. À, coi như xong, không ai biết chuyện này, ông đừng tái phạm nữa nhé. Dạ. Chỉ có mình mày biết chuyện này, chịu khó đóng cái miệng lại, hễ có người nào biết thì mày chết. Dạ. Đem cho con mèo đi, tôi không nuôi nó nữa, đồ phản chủ. Tôi bị oan. Người nói đãi ta ăn tới bể bụng mới thôi, đãi đi. Con nói giỡn mà, quan ăn thiệt hả? Quan ăn hết vốn của con thì sao? Dám giỡn mặt với ta hả? Muốn bị bắt nữa không? Dạ không ạ, quan ăn đi ạ. Ha ha, út bánh ú coi vậy mà nhát. Ủa, ông chứ không phải quan hả? Quan nào mà thèm đi cứu con nhỏ bán bánh ú. Cảm ơn nghe, ăn đi. Giỡn trời chứ ăn không đành. Quan đưa cho mày 1 đồng nè. Tiền gì vậy ạ? Quan đưa thì cứ nhận đi, thắc mắc làm chi cho mau già. Ngồi chợ có ông võ sĩ phù tàng biểu diễn kiếm thuật, tới coi. Vút vút. Các người thấy kiếm thuật của người phù tàng đáng sợ chưa? Ê, nó trả mày bao nhiêu tiền mà đi quảng cáo cho nó vậy? Xách dép cho người nước ngoài mà không biết xấu hổ hả? Soạn, xài kiếm dài là còn sợ địch thủ tới gần. Người nước Nam không thèm xài kiếm dài, xem đây. Hay quá, thằng Quỳnh hay quá. Có gì đâu mà khen hay, tụi tôi thấy hay tuyệt. Thằng Quỳnh múa dao y như mấy bà bán thịt mổ heo mà cũng được khen. Gà nhà phải bèn nhau chớ. Được, cứ xem như kiếm thuật của các người cũng đáng sợ, nhưng về lòng can đảm thì sao? Xem đây, tôi sẽ chặt ngón tay của tôi để làm trò vui đây. Da, bực. Cất lẹ, dám không? Ông làm con sợ tới mốt cầu, con phải đi xả bụng rồi sẽ chứng tỏ cho ông thấy người nam can đảm không kém gì đâu. Đợi tí. Rồi, ông xem đây. Chặt một phát, đầu một thoáng là soàn. Con sẽ đốt ngón tay cho tức khi cháy hết mà không hề la một tiếng. Xem đây. Xèo. Ha ha, không nóng chút nào. Sao nó giỏi vậy? Ta chịu thua, mày học võ công ở đâu vậy? Con là học trò tệ nhất của võ sư Nam Phương đó. Học trò tệ nhất mà đáng sợ vậy à? Ha ha. Còn mấy ngón? Vẫn đủ 5 ngón. Mày có 6 ngón tay lận hả? Muốn có bao nhiêu ngón cũng được. Ông kiếm sĩ đó xạo, ngón tay ông chặt là ngón tay giả. Chặt vừa rớt ngón tay thì ông lượm bỏ túi liền, sợ bị phát giác đứt ngón tay mà chảy có mấy giọt máu. Bởi thế nên tao xạo lại, tao lấy da heo quắn thành ngón tay giả, đốt tới mai cũng không nóng. Vậy mà tụi tao tưởng mày gan. Gan cốc tía, đụng tí lửa thì tao la làng liền. Thưa thầy, có quan tới. Chào quan. Đây là võ sư ở xứ Phù Tàng, ông ấy tới mắng vốn đó. Chắc ông ô mô cho tiền nên quan dẫn ông đi mắng vốn. Đứa nào nói bậy, ta đập chết tươi à. Hôm qua học trò của ông làm nhục học trò của võ sư ô mô ngoài chợ, ông ấy muốn phục thù. Trò nào làm nhục học trò của ông? Thằng Quỳnh à. Thằng Quỳnh đâu phải học trò của tôi, nó đâu có học võ. Nó tự xưng là học trò của ông, đừng chói. Ông ấy thách đấu với võ đường của ông, ai thắng mới được phép mở võ đường.
Đâu cần phải làm vậy, ổng thích thì ổng cứ mở võ đường thôi. Ta không muốn có nhiều võ đường ở đây. Chắc chắn là ổng cho tiền quan rồi. Ta đập tụi mày chết. Thế nào, ông đồng ý không? Quan muốn thì tôi phải đồng ý. Ngày mai sẽ thi đấu trên võ đài Ngoại Đình. Còn chuẩn bị thi đấu với họ. Dạ. Mày hại thầy Nam Phương rồi. Tao đâu có nghĩ sự việc lại ra vậy. Cha mẹ ơi, người gì mà kinh khủng vậy? Chết rồi, chắc chắn ông đó sẽ lên đài đấu với người của thầy Nam Phương. Không sợ, thầy Nam Phương có anh quán võ công cao lắm. Võ công cao nhưng người anh quán thì bé bé xinh xinh, làm sao đấu lại ông khổng lồ đó. Tối nay tụi mày theo tao. Cưa nhẹ tay coi chừng người ta nghe. Vậy được không? Được rồi. Đổ dầu rải xuống đây. Xong rồi, rút. Mời võ sĩ phụ tang lên võ đài. Ồ, trời ăn gian, đưa ông khổng lồ lên đấu là ăn gian, phản đối. Không có gì là ăn gian, phe còn lại hãy đưa người to con lên đầu. Không có thì thôi, không có ăn gian. Không có ăn gian nhưng có quan ăn tiền. Tao đánh chết mấy đứa mày. Anh quản đừng sợ, anh làm theo lời em thế này. Luật thi đấu, bên nào té, trọng tài đếm tới 10 mà không đứng lên được là thua. Chắc chắn là thắng. Dạ, bịch. Vòi đâu có biết đá song phi, ha ha. Đừng có khinh thường, xem đây. Dạ. Rầm. Đứng lên. Hừ, không đứng lên được. 7, 8, 9, 10. Ông bự không đứng lên được, thua. Gừ. Sao không đứng lên đấu tiếp? Có cái gì làm cái mông của con dính cứng ngắc xuống đất, không đứng lên được. Thua mưu họ, hừ. Tụi con cưa mấy cây cột gần đứt. Anh quán dù ổng bay đá song phi, ổng rớt xuống cột cây, ổng té xuống bị dính vào rái, đứng lên không được, thua.